Hello hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới mua được chiếc thuyền, chiếc tàu, đó, cano. Chiếc cano rất là xinh đẹp. Mình sẽ đi câu với chiếc cano này nhé. Bây giờ này mình sẽ thử mình lên cano mình câu nhé. Ok, go. Đấy, bây giờ này thì lên cano rồi thì mình sẽ đề máy nhé. Đề máy, bây giờ đề máy thì nhấn nút E này, đề máy nè. Đó, lùi lại. Đó, bạn thấy nó lùi đã không? Lấy xin vô. Ồ, lấy gà tí xíu. Gà. Ồ, gà. Rồi, tắt rồi. Giờ quay đầu lại, để máy lên, quay đầu lại. Quên mở neo. Tắt máy, hay quá, thấy chưa. Bây giờ này mình mở neo là Z nha. Sau đó mới để máy lên. Nhưng lúc ớt là lùi. Rồi, dừng máy lại đây. Rồi, nhổ neo. Câu thôi. Bây giờ mình sẽ câu mồi lắc cái bot này. Câu thử cái bot này nha các bạn. Ok. Ồ, không có đâu, mình phải thay đổi thời gian, nó quên đi các bạn. Chen Thai nhá. Chen Thai á. T, nhấn nút T là Chen Thai về phía này đây, 18 giờ, ok. Rồi. Ok. Đợi thôi. Đứng trên tàu mình đợi nha. Đứng trên cano mình đợi. Mấy ông kia cũng chơi cano. Mà cano xuồng. Chơi xuồng bơi á. Bơi bằng tay. Xưa mình cũng có cái cano đó. Giờ mình mới mua được cái cano máy. Xưa mình khoái câu xuồng đó. Nó bơi xuồng đã lắm. Bây giờ này mình chờ nó thôi. Nhưng mà cái mồi lắc của quát này nó không có nhạy nha. Con cá tầm này phải dùng bao sắt với lại mồi lắc cô bác. Ok, hết mồi rồi thì mình phải dùng medium cô bác thôi. Cán chờ tí xíu. Má ơi, có điều thất vọng đó, chiếc tàu này là nó có cái cần, nó cấm cần không được. Hồi lúc mình mua thì mình coi kỹ mấy cái chiếc tàu kia, nó để chữ là drop holder, là nó nói là no. Tới cái chiếc tàu này thì nó để drop holder, nó không để no hay z gì chứ. Để chống mình tưởng đâu là drop holder, tức là có để cần được. Để cần lên rồi lấy cần khác câu, để cần 2-3 cần được. Cuối cùng lại mua xong rồi vô đây để cần xuống không được. Đồ má thất vọng tràn trề luôn. Mẹ nó làm con nổi là câu hả? Làm mà tốn 340 mấy ngàn đô. Đồ má đau xót chim nguyên. Mẹ nó. Cái còn nỗi đau nào là ca lớn hơn nữa chứ. Nó ăn rồi các bà. Chua chà. Nó giật lên, giật lên, đến thôi nó chạy sảy. Mày chạy đâu? Mày lôi cái tàu, chiếc thuyền của tao đi á. Nó lôi kìa. Nó lôi kìa, đừng bắt nó lôi chiếc cano mình đi luôn. Lôi cano mình đi luôn. Mày lôi đi. Mày lôi cỡ nào? Có bà con cô bác có coi xung quanh đó không? Thấy chưa? Để cho nó lôi cano mình đi, nó bắt mày chứ đâu. Bắt mày luôn. 22 kg nha các bạn, 2.300 nha. Ok.
thôi. Quên review coi nữa chứ. Câu lẹ đi. Còn khác review cái gì chứ. Rồi, lấy tàu. Lá gì vị trí đó rồi. Rồi xong rồi. Nhỏ neo mình lên số 4. Lên lấy cần số 4 mình ra câu tiếp nha. Ok. Đấy, gắn đợi chút xíu nữa nha các bạn, thấy vui không? Đều má ở trên cano cầu sướng thấy mẹ luôn. Hồi nữa qua cái giờ đỉnh điểm nó khoảng chừng 18 giờ 30 phút, 40 phút mình sẽ xuống mình câu nha. Mình không ở trên tàu nữa. Lúc đó mình xuống mình câu 2-3 cần luôn. Câu cá chép với lại câu cá tập. Rồi một cần nữa mình rê mình tìm con trip bass. Đúng mà mình có mấy cái bot đã lắm nha. Mấy cái bot trophy trip bass, Unique trip bass không? Unique là 20 mấy ký rồi, 20 ký, 10 mấy, 18, 19 ký là Unique rồi đó. À nó đó, ăn rồi, mồi rồi. À đủ má, ăn men. Lôi hả, cẩn thận nha các bạn. Nó lôi, nó dùng dây là nó dùng đó, nó xảy đấy. Nó kìa, nhìn đi mặt nước hoàn thấy nó không? Nó lôi chiếc tàu và chiếc cano mình đi luôn. Đủ má, coi trên bờ nào kéo con chiếc bát à. Bờ nào kéo chiếc bát ở dưới sâu mình kéo con cá tầm. Ô đủ mẹ, nó muốn chảy cá tầm này. Ha à, mày lôi đi con, chết mẹ mày chưa. Lôi mấy ông nội ơi. Lôi mình đủ má, nó lôi luôn kìa. Đủ má, nó lôi vô bụi luôn. Man, lôi đâu vậy? Đồ má, nó lôi vô trong bụi luôn. Bắt mày luôn, đã thiệt. Rồi 3 ký luôn. Review thử nha. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Trên tàu ở trên xuồng mình nè, đó, thấy chưa? Cá tầm chói quá vậy. Đồ má. Chú cha ơi, coi nó đẹp trai chưa? Đồ má. Man. Tấm hình rồi đó nha các bạn. Chụp chưa? Chụp tấm hình đi. Rồi xong ok. Chụp tấm hình đi. Lưu lại. Đó, đẹp trai chưa? Đủ mà. Đã quá ha. Đó, mình ở trên tàu mình câu rất là đã nha các bạn. Rồi ok. Đó, review cho các bạn xem thấy vui không ạ? Rồi ok, bây giờ này mình cũng đã đầy rồi. Đầy cá rồi, 152 ký. Đầy cái phao cá rồi. Đầy cái rổ rồi, cái vỏ đựng cá mình có 150 ký rồi. Thôi bây giờ này xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Các bạn like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Lần sau chúng ta cùng đi câu tiếp nha. Chúng ta cùng trao đổi câu cá tiếp nha các bạn. Thích câu cá lắm. Câu cá là kiểu mới. Câu ở trên tàu, ở trên cano. Mấy anh kia cũng câu trên xuồng kìa, thấy không? Ở đây là đồng bằng San Joaquin nhé, của bang California. Câu cá đã luôn nha. Rồi, các bạn like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Câu trời, câu chùa hoài mệt quá. Câu thấy vui, thấy đăng ký giùm đi. Đúng không? Nha, đăng ký nhấn nút subscribe dễ lắm. Đăng ký giùm đi, coi chùa quen rồi. Coi rồi cái bỏ đi không à. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Quá đã.